đèo Phượng Hoàng nối hai tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk có rất nhiều cua ngoặt nguy hiểm, nhưng hiện nay với 10 km đường đèo lại chỉ có đúng 3 gương cầu đã gây nhiều trở ngại cho các phương tiện khi lưu thông qua đèo. Đối với các lái xe, gương cầu là một thiết bị hỗ trợ rất cần thiết đối với các cua ngoặt hình chữ U trên các ngọn đèo. Trên suốt 10 km của đèo Phượng Hoàng, hiểm trở nhưng chỉ có 3 gương cầu lồi. Những gương cầu này lại đặt rất gần nhau, chỉ cách nhau vài trăm mét tại một khu cua hiểm trở còn tất cả những đoạn cua khác cũng rất nguy hiểm vẫn chưa được ngành chức năng quan tâm lắp đặt